Bây giờ tiếp tục mình sẽ chuyển qua cái chế độ quay thông minh và chọn vô cái tính năng panorama mà vừa mới được update mới nhất nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nha cả nhà. Chụp panorama thì tính năng này chụp nó khá là bị hao pin nha cả nhà. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ cho em nó bay về nha. Rồi ok nha cả nhà, bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn để tạo một cái ảnh panorama sau khi mà chụp người máy xong ha. Thì chúng ta sau khi mà về rồi chúng ta sẽ vẫn phải đăng nhập vào trong Starlay ha. Rồi sau đó bấm vào cái biểu tượng YouTube nha. Đó. Sau khi bấm vào biểu tượng YouTube á thì chúng ta sẽ xuất được một cái ảnh ra như thế này. Đó, chụp 360 nha. Nếu muốn xuất ra được một cái ảnh như thế này á thì đầu tiên chúng ta phải vào trong một cái folder của nó. Folder chứa của nó nha. Đó, folder của nó sẽ thể hiện là panorama nè. Đó, cả nhà thấy không? Ảnh mà để chứa panorama nó sẽ để chữ pano. Đó, cả nhà thấy không? Mình sẽ kiểm tra lại cho cả nhà nha. Video nè, SD photo nè. Đó, sẽ vào trong 20 cái ngày mình tạo cái folder đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm tới cái panorama đó mình xuất ra ha. Đây là panorama 01 này lúc nãy nè. Rồi bây giờ nè, để mà ghép được em nó thì trong đây sẽ có là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tấm trong một cái file chụp nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm chữ next desit đó để download nha cả nhà. Và khi bấm vào là em nó sẽ tự động download và ghép, tự động ghép lại đó, ghép lại 9 tấm này lại thành một cái tấm 360 độ nha cả nhà. Rồi chúng ta sẽ bấm sau đó sẽ chúng ta sẽ ngồi đợi thôi. Đó, xong rồi nha cả nhà. Sau khi mà ghép xong á thì 8 tấm đó app sẽ tự động làm việc và sẽ mất luôn cái file đó đi nha, cái file 8 tấm đó mà chỉ còn lại là ra ngoài chúng ta sẽ xem được có một cái gọi là cái những cái tấm mà đã được ghép lại nha cả nhà. Đó, cái file gốc là tự động nó ghép lại thành cái file này nha. Đó. Rất là vi diệu nha cả nhà. Rồi ok, hướng dẫn ghép ảnh 360 độ trên con C Play 2S đến đây là kết thúc nha cả nhà. Chúc cả nhà có một tấm ảnh và những buổi chụp săn mây săn cảnh vui vẻ và đẹp nha cả nhà nha. Ok, bye bye nha.